Bà ơi. Ơi, hay là bà cháu mình đi ăn phở đi. Lâu lắm rồi mình không ra ngoài ăn với nhau. Ừ. Nhưng mà ăn ở đâu? Ăn ở quán phở quen của con bà, ngon lắm. Bà đi ngã tư kia xong bà rẽ phải nhá. Cho gửi cô ạ. Cảm ơn ạ. Chị gửi em với chị. Có lẽ phải đến chục năm rồi bà mới đi ăn đêm như thế này. Thích nhỉ? Yên bình bà. Ừ. Bà ơi, hay để con lưu lại khoảnh khắc này nhá. Bà cháu mình chụp ảnh đi. Ây. Má bà cười lên. Chua mỏ cho bà nhá. Đảm bảo á, con mà up lên á, 1,000,000 like. Trang này. Dạ. Chỗ con đi làm thế nào? Bà thấy con đi làm cả ngày, đêm về lại làm nữa, có vất vả không hả con? Thật ra là con nghỉ làm ở tạp chí rồi bà. Chết. Thế mà bố con bảo với bà là con làm ở chỗ đấy ổn mà. Con cũng biết là con không nên làm như thế. Nhưng mà... Thì con định nói việc này với bố như thế nào? Bố con thì tính nét nóng nảy, rồi không khéo lại. Thật ra là con có nhắn tin, hẹn gặp bố. Con định xin lỗi và nói ra toàn bộ sự thật. Nhưng mà bố bận bà. Bố chỉ nhắn lại mỗi ok con. Nhưng con cũng chả biết gặp được bố lúc nào. Bà biết, thực ra để quyết định nói ra được sự thật là một lựa chọn khó khăn. Nhưng đấy vẫn là một lựa chọn đúng nhất con ạ. Vâng ạ. Thôi ăn đi. Để bà vắt cho con một ít cái này vào cho thơm nhá. Vâng ạ. Cô Linh chỉ đạt 68% KPI trong tháng này. Đây là một điều hết sức lo ngại về năng lực hoàn thành công việc. Dạ thưa anh, những cái lý do khách quan của em thì em đã trình bày với trưởng phòng rồi. Ai ở vào hoàn cảnh của em thì đều gặp những khó khăn như vậy ạ. Linh, để cho giám đốc nói xong đã. Kết quả công việc thì đã rõ rồi. Nhưng điều mà tôi cần nhắc đến ý, là thái độ làm việc của cô Linh thì cần phải xem xét lại. Tôi được báo cáo ấy, là cô Linh thường xuyên ra ngoài công sở và rất hay làm việc riêng trong giờ làm việc. Tôi đề nghị trưởng phòng phải quản lý chặt chẽ nhân viên của mình hơn và phải chấn chỉnh lại thái độ làm việc. Dạ vâng ạ. Tiếp theo, tôi sẽ trình bày nguy cơ và hậu quả khi chúng ta không hoàn thành KPI. Tôi xin có ý kiến ạ. Trước tiên thì em xin lỗi tất cả mọi người vì thời gian vừa qua tôi có làm việc riêng trong giờ làm việc. Nhưng là giờ tôi đã được nghỉ và em không để ảnh hưởng gì đến hiệu quả công việc của mình. Trước giờ em vẫn hoàn thành chỉ tiêu được giao. Duy chỉ có tháng trước thì một số khách hàng mà em đang phụ trách có vấn đề khó khăn về kinh doanh nên em cần có thêm thời gian để xử lý những thủ tục vay vốn ạ. Dù có lý do gì thì tôi cũng không quan tâm. Cái điều mà tôi cần ấy là kết quả công việc. Nếu mà anh đã nhắc tới hai từ kết quả thì em xin được hỏi anh mấy câu như thế này ạ. Khi mà em đang cố gắng hoàn thành chỉ tiêu của mình thì em bị tác động cách vô lý để nhường một nửa tệp khách hàng của mình cho người khác. Thì điều đó có ảnh hưởng tới hiệu quả công việc của em hay không ạ? Anh nói luôn nhá, cái việc mà vợ anh mượn nhà mẹ để kinh doanh, anh không thích đâu. Nhưng phải chấp nhận bởi vì chưa tìm được chỗ phù hợp. Em thấy tại chị Linh chị không dứt khoát đấy. Chứ nếu thích kinh doanh thì nghỉ làm ở ngân hàng đi. Nói như cô, cậu Khang nhà cô làm ăn được nên cô nhàn.
Chứ còn kinh tế nhà anh không mạnh như nhà cô. Như là vợ anh phải thức khuya dậy sớm để còn đổi cái nhà to hơn. Chứ các cháu bây giờ nó trưởng thành cả rồi. Còn cái việc mượn nhà của mẹ, anh cho họp gia đình để rút kinh nghiệm. Còn một việc nữa. Sao? Anh phải để ý cái chàng đấy nhá. Nó làm sao? Hôm trước cô cháu có gặp nhau, nhưng mà em thấy nó không ổn một tí nào. Em cảm giác như là nó đang giấu giếm anh. Con xin lỗi bà. Cái con bé này, trời đánh còn tránh miếng ăn. Ăn đi cho nóng. Bà chăm con từ bé đến giờ mà con chả báo ơn bà được kỳ nào. Chỉ thấy báo đời thôi ạ. Cháu gái của bà xinh đẹp giỏi giang, thế nên là ai cũng ghen tị. Ai dám nói là con báo đời bà mắng cho đấy. Vì chuyện của con với anh Khánh mà con để cho bà bị phiền phức ạ. Bà dặn này, sau này ấy, dù con có đi làm dâu nhà người ta thì lúc nào trong mắt của bà con cũng là cô bé Trang ngoan ngoãn, đáng yêu. Con cứ sống thành thật, làm những gì mình thích, nhưng không được để ảnh hưởng đến người khác là được. Cuộc đời không phải lúc nào cũng êm xuôi. Sau này lúc nào con mệt mỏi thì con cứ về với bà. Bà lại nấu cơm cho con ăn nhá. Mình phải sống tích cực bà. Mình phải sống vui, sống khỏe, sống có ích. Một mình bà nuôi bố con với cô Thuận có vất vả không ạ? Bố con là người sống tình cảm nhưng mà không chịu thừa nhận. Không tranh luận, khi nào con trưởng thành, con không ở cái nhà này nữa thì con mới có quyền tự quyết. Còn bây giờ con đang ở đây, bố quyết. Có nghĩa là em không đẻ ra nó thì em không được lo lắng, em không được quan tâm nó đúng không? Nếu thấy con bé ở bên này mà anh chướng mắt thì để nó ở hẳn với tôi. Chàng nó cứ ở đây suốt, sợ người ngoài người ta không hiểu, lại tưởng là Trang với mẹ kế có vấn đề gì. Vớ vẩn, một tay cái Linh nó nuôi dạy con bé đâu ra đấy, ai mà chả biết. Người ta có câu, nhà là nơi để về, nhưng mà với con á, bà là nơi để về.